thương. Gì tao đấy? Chết rồi. Bây giờ phải làm thế nào bây giờ mày? Làm sao? Từ từ đã. Có chuyện gì? Tao có thai rồi. Cái gì? Có thai á? Với ai? Tại vì hôm trước uống say quá nên là cả đám tao không biết. Nhưng mà bây giờ mà việc này lộ ra ngoài chắc sự nghiệp của tao tan tành mất. Mày bình tĩnh đã. Hay là tao bỏ đứa bé đi mày nhá. Mày bị điên à? Nói linh tinh cái gì đấy? Đứa bé có tội tình gì đâu. Với cả kể cả khi mày bỏ đứa bé thì người ta vẫn nhận ra mày là diễn viên nổi tiếng cơ mà. Thế bây giờ tao phải làm thế nào hả mày? Hương, mày phải cứu tao. Bây giờ chỉ có mỗi mày là người mà tao tin tưởng nhất lúc này thôi. Từ từ, để tao nghĩ đã. Như thế này, bây giờ mày tạm dựng tất cả hoạt động của mày, sau đó với lý do là nghiên cứu một kịch bản mới gì đó đi. Khi đứa bé sinh ra, tao sẽ dừng lại công việc, sau đó nhận là mẹ đỡ đầu của nó. Mày quay lại mà này cũng không sao mà. Như thế có được không? Tao chỉ sợ là phiền cho mày quá thôi. Mày linh tinh cái gì đấy? Tao mày khác là người thân đâu mà phiền với không phiền nhá. Tao cảm ơn mày nhiều lắm. May là có mày. Được rồi, cô nương. Bây giờ cô nương về nhà nghỉ ngơi cho tôi, dưỡng thai nhá. Đừng suy nghĩ cái gì nữa. Tất cả có tao rồi nhá. Tao biết rồi. Tao về đây. Đi cẩn thận đấy. Căng thẳng đấy. Không có gì cả. Chuyện của Quyên mà. À. Khoảng thời gian tới em muốn nó quay lại màn ảnh. Thế con đứa bé? Đứa bé thì em sẽ thay nó chăm sóc. Cái gì? Em thay nó? Ừ. Em thay nó thế công ty thì sao? Cho nên bây giờ em muốn nói chuyện với anh này. Anh thay em quản lý công ty nhá. Ừ. Bây giờ anh mới là người em tin tưởng nhất thôi. Thân em. Em vì Quyên mà hy sinh nhiều quá. Em coi Quyên như người thân trong gia đình vậy. Với cả nó là ngôi sao sáng của công ty mình mà. Thôi được rồi. Nếu đã là em nói thì anh nhất định sẽ làm. Cứ yên tâm ở anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Qua cái giai đoạn này là ổn thôi. Nhiều anh vất vả rồi. Mày nhìn này, trộm vía trông nó ngủ có ghét không? Ừ. Mà Quyên này, tao bảo này, khoảng thời gian sắp tới mày chuẩn bị quay làm màn ảnh nhá. Có đạo diễn gọi rồi đấy. Đây cũng là cơ hội cực kỳ lớn để mày có thể lấy lại hình ảnh. Nhưng mà Bin nó còn bé quá, tao sợ không ai trông nó ấy. Không phải lo đâu, có tao mà. Tao cũng là mẹ của nó mà. Thế còn công việc ở công ty của mày thì sao? Ai sẽ quản lý? Công ty à? Tao giao cho anh Lâm rồi. Với cả bây giờ tao muốn nghỉ ngơi một thời gian nữa. Tự nhiên được thử cái cảm giác làm mẹ bỉm sữa. Hay ra phết ấy. Tao lại làm phiền mày với cả anh Lâm rồi. Lại linh tinh rồi. Mày khác gì người thân tao đâu chứ. Không cần phải lo đâu. Với cả mày là ngôi sao lớn của công ty mà. Làm sao lại để một ngôi sao chìm mãi được chứ. Tao cảm ơn mày nhá. Dự án sắp tới tao sẽ cố gắng làm thật tốt. Được rồi, được rồi. Nào, đưa con tao bế cho ra ăn cơm đi. Nào, cô Bin ra mẹ Hương bế nào. Mày cho cô Bin ngủ rồi à? Ừ, tao vừa lừa thằng bé ngủ rồi. Tí nữa nó dậy, mày cho nó uống sữa giúp tao nhá. Bây giờ tao phải đi dự event rồi. Ừ, không sao đâu, đi đi. Tao đi đây, muộn quá rồi. Cái con bé này, đẻ xong chả nhớ gì cả.
Lâm và Quyên. Không, không thể nào có chuyện đó được. Mình phải bình tĩnh lại, phải điều tra thật kỹ chuyện này đã. Cô ta đúng là con ngu, nuôi con của em và anh mà còn không biết gì. Tự dưng mình lại có ô xin mà không cần phải thuê người, anh nhỉ? Em đúng là cao thầy, một mũi tên trúng hai đấy. Làm sao cô ta có thể lừa được chuyện này? À anh này, anh mau chóng chuyển tiền của công ty vào tài khoản riêng của chúng mình đi. Nhưng mà việc này phải thật khéo léo, không lỡ bị lộ là gây to đấy. Anh lo cái gì, bây giờ cô ta ấy như bà mẹ bỉm sữa, tối ngày chăm sóc thằng Bin nhà mình, làm sao mà biết được. Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn chứ. Khốn nạn, một lũ khốn nạn. Sao người có thể làm như vậy với tôi chứ? Không được, mình mà chết thì dễ dàng cho bọn họ quá. Kẻ phản bội thì phải bị trừng phạt. Mình sẽ khiến chúng trắng tay. Mình phải mạnh mẽ. Sao tự nhiên hôm nay lại đến đây? Mình đi đâu ăn mặc xinh ấy. Em đi mua chút đồ, tiện thể qua thăm anh luôn. Công ty dạo anh như nào rồi? Công ty vẫn ổn. Này, chiều nay anh rảnh đấy, đi chơi với anh nhá. Nhưng mà chiều nay em lại bận mất rồi. Tiếc thế. Em bận đành để hôm khác vậy. Anh này, cho em xem giấy tờ ở công ty nhá. Giấy tờ á? Giấy tờ... À, anh để phòng kế toán, để anh đi lấy cho nhá. Nếu mà để đó thì thôi, không cần đâu, em xem lúc khác cũng được. Thôi, để ông khác được. Này, thế thì trưa nay phải đi ăn trưa với anh đi nhá. Cũng được thôi. À, hình như Quyên có lịch trình gần đây đúng không? Để em gọi nó, đi ăn cho vui nhá. Thôi, tự nhiên gọi Quyên làm gì, Quyên có liên quan gì đâu. Anh chỉ muốn bên em thôi. Anh Lâm này, anh làm diễn viên được đấy. Em nói thế là có ý gì? Thế sao vậy? Vậy tôi hỏi anh nhá. Bin nó là con của ai? Bin nó là con của Quyên. Sao anh tự nhiên hỏi anh vấn đề như thế? Không liên quan đến anh. Vậy thì không phải anh là bố của đứa bé à? Chắc chắn là không rồi. Em tự nhiên nói luyên thuyên cái gì đấy? Yêu nhau bao nhiêu năm rồi, em phải tin tưởng anh chứ. Hả? Tin tưởng anh? Chính vì tôi tin tưởng anh một cách mù quáng, cho nên thiên hạ nó cười ở mặt tôi kia kìa. Tôi có thể xét nghiệm ADN đấy. Anh muốn xem không? Anh có muốn chơi cái bao giờ nữa? Phương à, anh thật sự anh xin lỗi. Hôm ấy chỉ là tai nạn thôi. Bọn anh uống say quá cho nên là... Anh dừng ngay việc đổ lỗi đi. Không ngờ một người là em gái của tôi, còn một người con người thân vậy. Vậy mà hai người làm gì sau lưng tôi vậy? Anh còn là con người không đấy? Anh xin em đấy, em cho anh một cơ hội nữa thôi mà. Anh biết anh sai rồi. Hương, mày cũng ở đây à? Thì ai trông cô Bin? Thì sao mày lại ở đây? Có việc gần đây, tiện qua công ty bàn một số việc với anh Lâm luôn. Mày đừng có diện nữa. Ý mày là sao? Quyền, trên đời thiếu gì đàn ông chứ. Tại sao lại là anh Lâm? Tại sao mày đối xử như thế với tao? Tao đã làm sai cái gì hả? Kiều Hương, em phải nghe anh giải thích ra chứ. Hôm đấy chỉ là tai nạn thôi.
Đúng rồi đấy Hương. Mày phải nghe anh Lâm giải thích đã. Đừng nghĩ đi. Định biến tôi thì còn ngu đến bao giờ nữa. Anh đã bao giờ yêu tôi chưa? Hay là chỉ yêu cái công ty này của tôi thôi? Còn Quyên nữa, tại sao mày phải nói dối tao trắng trợn như thế chứ? Mày để tao hy sinh tất cả, nuôi con của mày với người yêu tao á? Mày còn tệ hơn con rác từ 13 đấy Quyên ạ. Những chuyện như thế này nằm mơ tao không ngờ được. Hương ạ, tao xin lỗi. Đến nước này thì tao cũng nói luôn, tao xin lỗi. Nhưng mà tao quen Lâm trước khi mày quen anh Lâm, nên là mày không xứng đáng để quen anh ấy. Những người phản bội nhiều lý do nhỉ. Tôi chưa bao giờ ép anh để yêu tôi cả. Tất cả những gì tôi trao cho anh đều là thật lòng. Mà sao nhỉ? Một người là một tự yêu thương nhá, một người là một tự coi như em gái ruột vậy. Vậy mà hai người cầm cùng một con dao đâm sau lưng tôi như này á? Kìa, đúng, đúng là anh đã từng yêu em. Nhưng mà em cũng phải hiểu cho anh chứ. Cái thời gian em đi làm, thế còn anh thì sao? Anh cứ phải lút cút sau lưng em. Em xem như thế có hèn hay không hả? Vậy cho nên anh ấy xa vòng tay người khác như thế à? Lại còn là bản thân của tôi nữa. Nhiều lý do nhỉ. Nhưng mà do tôi thôi. Tôi quá lương thiện rồi. Và từ bây giờ tôi không còn như thế đâu. Các người hãy chờ trả giá những gì mình đã làm đi. Trả giá là sao? Tôi đã báo cảnh sát kinh tế rồi. Anh lạm dụng chức quyền, vay vốn sai quy định, biệt thủ công quỹ của công ty. Anh phải chống cãi chứ. Anh xin lỗi. Do anh sai rồi. Em đừng làm như thế. Anh không muốn vào tù đâu, anh xin em đấy. Đúng rồi đấy Hương. Mày nể tình tao là bạn của mày, mày tha cho anh Lâm đi. Tao sẽ đem Kubin đi chúng quất mất mày. Được không Hương? Hả? Tao tưởng muốn chết, muốn biến mất vĩnh viễn khỏi thời gian kinh tởm này. Nhưng mà những nhẹ nhàng với mày hoàn ta quá. Từ bây giờ mày không còn là nhân viên của công ty nữa, không còn là diễn viên nổi tiếng của công ty này nữa đâu. Dọn đồ và cút khỏi đây đi. Còn nữa, Kubin, tao sẽ nhận nuôi. Tao không thể để nào để con của tao có người mẹ, người bố như này được. Hương! 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 Hương!